ơi, em tốt nghiệp cấp 2 rồi, em muốn sang Hàn làm thì đi như nào? Chỉ tốt nghiệp cấp 2 không được, nhưng mà đi cái chương trình này E9 của EPS, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nó chỉ mất tầm khoảng 630 đô thôi. Và bên Hàn sẽ có một cái trung tâm gọi là trung tâm phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc. Khi bọn em thi cử đàng hoàng ok á, điểm đạt tầm khoảng 80 cho đến 200, người ta sẽ lọc từ trên xuống dưới. Lệ phí thi tầm khoảng 24 đô thôi. Thế tóm lại là mình sẽ mất bao nhiêu tiền? Thì về cái chi phí hồ sơ vé máy bay là 630 đô. Về cái bảo hiểm nó là 500 đô, trong đó có 50 đô là bảo hiểm rủi ro và 450 đô khi hồi hương thì em sẽ được nhận lại. Hơn nữa khi ra visa em sẽ phải ký với quỹ là 100 triệu tiền Việt Nam đồng. 100 triệu này em sẽ được tính lãi cho đến khi em quay trở về và nhận lại hoàn toàn cả gốc cả lãi, sẽ mất tầm khoảng 140 triệu. Và đây là cái chương trình của nhà nước, em yên tâm là nó an toàn tuyệt đối và nó rõ ràng minh bạch. Chúc em sớm có những dự định tốt đẹp ở Hàn Quốc nha.